Kính chào quý khán giả, đây là chương trình Góc nhìn văn hóa. Sau những con số vừa rồi, quý vị hẳn nghĩ rằng chúng tôi đang bình luận về chủ đề bạo lực với trẻ. Thế nhưng không phải vậy. Góc nhìn văn hóa ngày hôm nay xin được giới thiệu với quý vị chủ đề, đó chính là để trẻ em sẵn sàng lên tiếng. Lên tiếng về những vấn đề mà các em quan tâm, các em mong muốn và các em không muốn. Vậy có gì liên quan giữa chủ đề này và con số trẻ bị xử phạt, bị cha mẹ bạo lực mà chúng tôi vừa nêu? Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, những trẻ em thường xuyên bị trách mắng, dọa nạt, bị đánh, có xu hướng thiếu tự tin hơn là những đứa trẻ khác. Bởi chúng cho rằng mình luôn luôn sai, luôn thất bại, luôn kém cỏi nên mới bị cha mẹ xử phạt, đánh mắng. Sự áp đặt, thậm chí là áp chế của phụ huynh là một trong những lý do quan trọng khiến cho trẻ không có đủ dũng khí để nói lên suy nghĩ của mình. Không rồi, anh thì làm gì có thời gian để mà đi xem một cháu. Anh đi 6 giờ sáng anh ra khỏi nhà, 12 giờ đêm anh mới về. Cặp vợ chồng này đưa con đến gặp bác sĩ tâm lý vì con họ gặp nhiều khó khăn trong việc chia sẻ ý kiến với bố mẹ. Cháu chỉ cảm thấy thoải mái khi nói chuyện với bác sĩ tâm lý. Mẹ bảo mẹ nói luôn đúng, nghĩa là mẹ cháu mẹ không ngờ nói chỉ nói sai hay chỉ sai đâu. Thế con nghĩ là cái câu trả lời đấy của mẹ có thỏa đáng không? Thế con đã bao giờ thử thuyết phục mẹ để cho con được giải thích tường tận không? Sau đấy thì mẹ có thay đổi không? Cũng chẳng thay đổi được. Công việc bận rộn khiến ông bố không có nhiều thời gian dành cho con. Trong khi đó, sự khác biệt trong suy nghĩ lại khiến bà mẹ và cậu con trai không tìm thấy tiếng nói chung. Điều này khiến cậu dần trở nên thiếu tự tin và có nhiều tâm sự khó nói. Cô thấy buồn nhỉ, với cả kiểu con có cảm giác là không được ai lắng nghe, chặt không tôn trọng ấy. Mỗi khi bị nói cho người bố mẹ luôn đúng, kiểu con cũng chả muốn gần gũi với mẹ hay các thứ, buồn nhiều cái. Cái hậu quả về không được lắng nghe thì nó sẽ dẫn đến những cái bất ổn về cái hình thành mối quan hệ, về cái bộc lộ và xác định rằng bản thân mình là ai. Nếu mà gặp khó khăn trong mối quan hệ cả ở nhà lẫn ở trường thì sẽ rất là dễ đi đến những cái rối loạn về lo âu hoặc là trầm cảm. Bố mẹ thường có xu hướng luôn cho mình là đúng. Điều này dẫn đến việc áp đặt những suy nghĩ, quan điểm của họ lên con cái. Trong khi đa phần con trẻ có những suy nghĩ khá độc lập, nếu bố mẹ không lắng nghe, thấu hiểu suy nghĩ của con, thì việc phải nhờ đến sự hỗ trợ của các bác sĩ tâm lý để hàn gắn mối quan hệ gia đình sẽ ngày một nhiều hơn. Trẻ em dù còn nhỏ tuổi, dù còn non nớt, thế nhưng vẫn có thế giới quan và suy nghĩ của riêng chúng. Cách nhìn nhận và suy nghĩ của trẻ không nhất thiết phải giống hệt bố mẹ do sự khác biệt về lứa tuổi, về nhận thức, về tính cách và về sở thích. Dù có thế nào thì cha mẹ trước hết cũng cần tôn trọng và đặt niềm tin vào con sau khi đã hướng dẫn con một cách tỉ mỉ và kiên nhẫn. Chúng ta đã từng thấy nhiều ông bố bà mẹ ép con từ việc ăn gì, chơi gì, mặc ra sao, đến sau này là chuyện học hành, chuyện chọn nghề nghiệp cho tương lai, chọn bạn, chọn người yêu, thậm chí là chọn cả vợ. Khi tất cả đều có bàn tay can thiệp, áp đặt của bố mẹ thì con lấy đâu ra sức mạnh, sự tự tin, làm sao có đủ bản lĩnh để có thể nói lên suy nghĩ, ước mơ và hoài bão của chính mình. Điều này sẽ ảnh hưởng đến cả tâm lý, lẫn năng lực ra quyết định, năng lực độc lập tự chủ của các con trong tương lai. Vì vậy, cần tôn trọng trẻ, khuyến khích trẻ nói ra suy nghĩ của chính mình, bộc lộ bản thân một cách thoải mái và tự nhiên nhất. Mình từng làm việc với nhiều lứa tuổi, thì mình thấy là cái sự tự tin về bản thân là nó đã nằm sẵn ở trong các con. Nhất là mình khi mình tiếp xúc với các bạn ở lứa tuổi mẫu giáo hoặc lứa tuổi học, các bạn tự tin lắm. Nhưng mà đến lứa tuổi cấp 2, lứa tuổi cấp 3 thì là cái sự tự tin nó gần như nó lại biến đi đâu mất rồi. Thì là mình nghĩ rằng là nó do cái quá trình mà ở trên lớp ấy, là chỉ bạn nào mà có ý kiến thì bạn mới được giơ tay phát biểu. Còn những bạn nào mà không giơ tay phát biểu thì ngầm hiểu là bạn ấy sẽ không có ý kiến. Và đôi khi là bạn ấy sẽ dần dần là bạn ấy sẽ mất đi cái sự tự tin vốn có của mình. Cho nên ấy, mình nghĩ rằng là cái sự tự tin nó sẽ xuất hiện, cái tiếng nói của các con sẽ dám bày tỏ khi mà các con không sợ sai. Không chỉ chịu sự tác động của yếu tố tâm lý, sự tự tin trong mỗi một đứa trẻ còn được trau dồi bởi quá trình giáo dục nhận thức, bồi dưỡng tri thức và rèn giũa các kỹ năng.
Giáo dục nhận thức về giá trị bản thân, bồi dưỡng tri thức để có thể trình bày và bảo vệ lý lẽ của mình trước mọi người và kỹ năng để có thể biểu đạt được những cảm xúc, những suy nghĩ, những vấn đề mình muốn nói một cách tường minh và hiệu quả nhất. Trong những năm gần đây, các trường học đều chú trọng đến việc trau dồi những yếu tố này cho trẻ. Đó là lý do nhiều hoạt động trải nghiệm đã được tổ chức. Những sân chơi trí tuệ đã được tạo nên nhằm lôi cuốn trẻ vào các hoạt động để bộc lộ bản thân. Chẳng hạn như các cuộc thi tranh biện sẽ giúp cho kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng phản biện và kỹ năng thuyết trình được rèn luyện. Nhờ đó, trẻ có thể đưa ra các lập luận và bảo vệ lý lẽ một mình một cách rõ ràng nhất. Members of the human race, and the human race is filled with passion. Hà Lan năm nay mới học lớp 11, nhưng rất tự tin khi đứng trước hội trường hàng trăm người, nói lên suy nghĩ của mình trong cuộc thi tranh biện bằng tiếng Anh này. Ngày càng có nhiều hơn những sân chơi trí tuệ cho các học sinh như Hà Lan tham gia, không chỉ để trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng, mà còn giúp từng bước bớt đi sự rụt rè của lứa tuổi mới lớn. Nó sẽ giúp một bạn học sinh hoặc là kể cả sau này là một con người ở trong xã hội có thể tìm kiếm và nắm bắt được các cơ hội nhiều hơn, với cả sẽ có thể nói lên ý kiến của mình với những vấn đề thay vì việc là chúng ta chỉ thụ động nghe người khác nói gì và chúng ta tin luôn. Việc chuẩn bị cũng như là thi đấu sẽ giúp các bạn nâng cao kinh nghiệm, biết cách xử lý tình huống khi kiểm soát đám đông và cũng như là biết cách giao tiếp, biết cách thể hiện cái giọng nói của mình và điều chỉnh mọi cái tông giọng cho hợp lý. Chị Hà đã hai lần đưa Hạ Lan đến các cuộc thi tranh biện. Sau mỗi lần trở về, dù được giải hay không, chị đều nhận thấy con có sự trưởng thành khác biệt. Bạn nhà mình thì sau khi thi xong thì cũng cảm thấy rất là tự tin, cũng bạn ấy cũng thấy rằng là cũng học được rất nhiều điều, bạn cũng rút ra được rất nhiều điều và bạn ấy cũng cảm thấy là tự tin khi mà nói chuyện trước đám đông. Sự kiện như này là nơi để các em thể hiện hết mình và tỏa sáng khi có một chút áp lực từ việc thi đấu, giúp các em phát triển không chỉ về kiến thức mà còn củng cố sự bền bỉ về mặt tinh thần và các kỹ năng xã hội. Sự tự tin không phải là điều ai cũng sẵn có. Với các em nhỏ, đó là điều cần được bồi đắp hàng ngày. Có nhiều cách để giúp các em phát triển kỹ năng tự tin. Chỉ cần cha mẹ đủ quan tâm và lắng nghe suy nghĩ của con mình. Một trong những cái việc để mà khiến cho các con có thể là tự tin hơn trong việc mà chia sẻ quan điểm của mình ý, đó là mình chấp nhận và mình không phán xét. Mình cũng không có cái sự so sánh giữa bạn nọ và bạn kia. Mình thấy ở tiểu học bây giờ cũng có một cái cải tiến rất hay, đó là con không còn sợ điểm số nữa. Đó. Thì chính cái việc mà khi mà các con được chấp nhận cái ý kiến của mình, thì lúc bấy giờ là các con nói sai không sao, các con dám bày tỏ những cái điều mà các con đang suy ngẫm, thì lúc bấy giờ là mình nghĩ là các con sẽ tự tin để mà chia sẻ ý kiến của mình. Có thể thấy là trẻ sẽ có được sự tự tin khi ý kiến của các em luôn luôn được cha mẹ, thầy cô lắng nghe, ghi nhận một cách nghiêm túc, được khuyến khích, động viên một cách chân thành và phù hợp. Hãy để trẻ độc lập suy nghĩ và tự do phát biểu ý kiến của bản thân. Đó là con đường đúng đắn để có thể bồi dưỡng được khả năng sáng tạo. Khi tình yêu đủ lớn, chúng ta có thể nhận ra yêu thương trao cho con không chỉ như sự bao bọc ngày thơ bé, mà còn phụ thuộc vào việc bạn đủ tỉnh táo để kiềm chế bản năng bảo vệ con và hiểu rằng điều gì sẽ tốt nhất cho đứa trẻ của mình. Sự tự tin của trẻ bắt đầu từ chính bố mẹ.